Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ đọc truyện dài kỳ lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Thứ Nữ Hữu Độc của tác giả Tần Giản. Qua sự diễn đọc của Totoro-chan, hãy để lại comment cảm xúc để cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 128 Dê non đợi mổ Phần 2 Ai ra? Sao lại thế này? Bạch Chỉ còn không đỡ Tam Công Tử đứng lên. Lý Vị Ương phảng phất như vô cùng kinh ngạc. Bạch Chỉ thấy thật kỳ quái. Chỉ chơi cờ sao có thể biến thành như vậy? Mà nàng không biết rằng đầu tiên Tưởng Hoa hại người trước, sau đó sốt ruột giành thắng, lại rơi vào bẫy của Lý Vị Ương. Hiện tại hắn không phải tức giận vì Lý Vị Ương, hắn là giận chính mình, ngay cả cờ cũng thua trắng tay. Sao có thể? Hất tay nhà đầu đến đỡ, hắn tiếng nói lạnh lùng, không nhọc đưa tiễn. Nói xong không hỏi một câu an nguy huynh đệ Tưởng ra, bước nhanh ra ngoài. Bạch Chỉ càng khó hiểu nhìn Lý Vị Ương, nàng lại chỉ cười nhẹ, thu dọn bàn cờ đi. Bạch Chỉ gật đầu sau đó nhẹ giọng nói, tiểu thư. Lý Vị Ương tiện tay khẩy mấy quân cờ. Nếu hôm nay hắn gióng trống cua chiêng đến điều tra, ngược lại ta sẽ rơi vào thế yếu. Chỉ tiếc người này đa nghi, cứ thích ra vẻ thần bí, mới để ta may mắn thắng một ván thôi. Bạch Chỉ vẫn không hiểu, nhưng Lý Vị Ương cũng không hề có ý định giải thích. Nàng biết Tưởng Hoa trở về nghe được một ít tin tức, nhất định sẽ bệnh nặng. Sau này có thể vực dậy hay không thì phải xem chính hắn. Người tâm cao khí ngạo như vậy không chịu nổi thất bại. Lý Vị Ương lại khác hắn, nhiều năm sống trong lãnh cung làm nàng biết được, không có người vĩnh viễn thất bại. Quan trọng nhất là lúc thất bại có thể nhẫn nại, biết ngủ đông. Nam nhân Tưởng ra, ưu tú đúng là rất ưu tú, nhưng đáng tiếc là quá thuận buồm xuôi gió, tốt quá hóa dở, y như đạo lý cây cao vượt rừng gặp gió quật. Tưởng Hoa ra khỏi Lý Phủ, rời đi ngay cả ngựa cũng không cần, làm hộ vệ Tưởng ra sợ hãi, vội ăn bày kiệu đến đón hắn. Trở lại Tưởng Phủ, vừa mới đi đến cửa phòng đã thấy Tưởng Húc bi thương đầy mặt, trừng mắt với mình. Con đi đâu? Con... Tưởng Hoa miễn cưỡng ổn định tâm trí, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy Tưởng Húc gằn từng chữ. Đại ca con, bị người ta phát hiện chết ở Ỷ Thúy Cát. Tưởng Hoa nghe tin dữ, cảm thấy cả trái tim sắp tan nát, khả năng tự kiềm chế vốn tự hào đã vứt đến 9 tầng mây. Khuôn mặt lạnh lẽo. Sao có thể? Lý Vị Ương, nàng ta sao dám? Mày Tưởng Húc nhíu chặt, hiển nhiên là đang giận dữ. Trên phố lưu truyền tin đồn, đại ca con thân mật với nhất đẳng kỹ nữ Lưu Vân, hôm nay từ phủ thái tử đi ra, không biết sao lại đến chỗ kia. Vô số người tận mắt thấy nó đi vào, sau đó say rượu tranh chấp với khách khác, người kia nhân lúc say rượu thiêu chết nó ở Ỷ Thúy Cát. Đã chết lại còn là bị thiêu chết, có nghĩa không để lại vật chứng cớ gì, ngoại trừ lời đồn đãi đầy trời. Tưởng Hoa không dám tin, vô số người nhìn thấy đại ca đi vào là thế nào. Tưởng Húc đã bị thương cực điểm, lệ giả tung hoành. Không chỉ thế, hiện tại toàn kinh đô đều nói đại công tử Tưởng gia tẩm hoa vấn liễu trong tang kỳ tổ mẫu, say rượu ở thanh lâu, chính là con cháu bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, rất đáng chết. Đáng chết, đáng chết. Hay, hãy cho một câu đáng chết. Lý Vị Ương, trên đời không có nữ tử nào độc ác hơn ngươi. Tưởng Hoa đột nhiên cười to, tiếng cười hoảng hốt, phảng phất như một con chim diều bị người ta bóp cổ. Tưởng Húc hoảng sợ, Hoa Nhi, con sao thế? Tưởng Hoa cười không ngừng, như muốn cười ra cả lục phủ ngũ tạng. Không đợi Tưởng Húc đến đỡ, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã xuống. Hoa Nhi! Tưởng Húc kinh hoàng, vội vàng đưa tay đỡ. Đáng tiếc chậm mất một bước, cả người Tưởng Hoa rơi từ trên bậc thềm xuống đất. Đối với Tưởng Nguyệt Lan mà nói, nàng vô cùng kinh ngạc khi Lý Vị Ương có thể bình an trở về, đồng thời rất không cam lòng. Vì sao nàng ta không chết? Rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy mà đối phương vẫn cứ lông tóc vô thương. Nàng kiên định lại, tự mình sai người làm điểm tâm rồi đi thăm Lý Mẫn Đức làm bá mẫu. Nàng tỏ vẻ quan tâm vị tam thiếu gia này là điều đương nhiên, mà càng quan trọng hơn, mỗi lần nhìn dung mạo đối phương, trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm xúc khó có thể hình dung. Nhà đầu đi vào thông báo, Tưởng Nguyệt Lan vuốt vuốt tóc, có chút khẩn trương căng thẳng. Mẫu thân,
Lý Tưởng Tiếu cười mang vẻ kỳ quái nhìn nàng. Không có gì. Tưởng Nguyệt Lan cười bình thản trả lời. Nàng không muốn bất cứ kẻ nào nhìn ra tâm tư mình. Gọi Lý Thường Tiếu đến chỉ vì tránh bị nghi ngờ, miễn cho người ta nói nàng vị bá mẫu trẻ tuổi đặc biệt chạy đến thăm, nghe rất không xuôi tai. Mà dù sao Tưởng Nguyệt Lan vẫn tự tin mình trong sạch, không có gì cho người ta xem. Lý Mẫn Đức đang bệnh mà Lý Vị Ương đã đến Hà Hương Việt. Giờ này hắn không thích quá nhiều người trong phòng, cho nên đã đuổi hết nhà đầu đi một mình nghỉ ngơi. Ba ngày qua tuy hắn không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì trọng thương mà sốt không ngừng. Hơn nữa thời tiết nóng bức, miệng vết thương cứ vỡ ra khó lành. Lý Vị Ương thường xuyên đến chăm mà hắn sốt nhiều, lúc tỉnh táo lúc mơ hồ. Lão phu nhân và Lý Tiêu Nhiên cũng đến vài lần, nhưng đều lúc hắn đang hôn mê. Lúc Tưởng Nguyệt Lan đi vào vừa hay gặp đại phu chẩn bệnh. Lý Tưởng Tiếu quan tâm đến thương thế của Lý Mẫn Đức, đứng tại cửa hỏi thêm vài câu. Nha đầu dẫn Tưởng Nguyệt Lan đi vào. Cách lớp mành lụa, Tưởng Nguyệt Lan chỉ mơ hồ thấy cảnh tượng bên trong, căn bản không nhìn rõ mặt đối phương. Theo bản năng, nàng phân phó nha đầu. Ta có mấy câu muốn nói với Tam Thiếu Gia, các ngươi lui ra trước đi. Hai nha đầu nhìn nhau, nhờ nghĩ xung quanh phòng có ám vệ, không ai dám làm gì Lý Mẫn Đức, cho nên không nhiều lời, lặng lẽ lui ra. Tưởng Nguyệt Lan thấy bọn họ rời đi, ma quỷ suy khiến lại kéo mành lụa, cẩn thận nhìn Lý Mẫn Đức vẫn đang hôn mê, trong lòng khẽ động. Mấy ngày không gặp, lúc này tóc đen của hắn bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính lên cần cổ hơi lộ ra, trắng đen nổi bật lẫn nhau. Đúng là đẹp không nói nên lời, nếu là người bình thường thì đều sắc mặt trắng bệch, chật vật yếu ớt, mà khuôn mặt này vẫn cố tình trong sáng tuấn giật như trước, tái nhợt vì mất máu, ngược lại hiện ra chút yếu ớt, làm người khác đau lòng, hận không thể nói lời dịu dàng, gọi hắn tỉnh lại. Trái tim Tưởng Nguyệt Lan đập loạn không ngừng. 18 tuổi, nàng gả cho Lý Tiêu Nhiên, tuy phong thái đối phương vẫn như trước, nhưng chung quy tuổi lớn, cho dù vô cùng sủng ái nàng, mà thường ngày cũng chỉ nói chút chuyện vặt bình thường, đừng nói đến thì thầm bên gối, mà lời nói nhẹ nhàng ấm áp cũng cực ít. Lý Tiêu Nhiên mở miệng ngậm miệng đều là thời cuộc tôn ti, đạo sĩ mười phần. Tưởng Nguyệt Lan đương nhiên biết, trước mặt thiếp thất, Lý Tiêu Nhiên là dạng gì, trước mặt ca cơ phong lưu ra sao. Nhưng trước mặt bản thân, ông ta vĩnh viễn mang uy nghiêm của trượng phu, làm nàng kính trọng sợ hãi, mà không thể hôn, không thể yêu. Năm đó lúc chưa gả, nàng tâm niệm là hậu hạ mẹ kế, chăm sóc đệ muội còn nhỏ, khổ sở kinh doanh, chỉ để mẫu thân không tùy tiện gả nàng đi, chỉ vì phụ thân có thể niệm tình nàng vất vả, tặng cho tiền đồ tốt đẹp. Ai ngờ cuối cùng lại bị gả cho Lý Tiêu Nhiên, làm kiếp sống một quân cờ. Ở Lý gia, lão phu nhân nghi ngờ nàng, Lý Tiêu Nhiên kiêng kỵ nàng. Nàng vẫn sống dè dặt cẩn thận y như lúc trước khi xuất giá. Mọi thứ nàng có thể chịu đựng, dù sao ai cũng vậy. Nhưng mà vì sao Lý gia còn có một An Bình huyện chủ? Rõ ràng chỉ là một thứ nữ nhỏ nhỏ hèn mọn, vì sao có thể hoành hành vô kỵ trong nhà, còn được hưởng tôn vinh huyện chủ? Thậm chí ngay cả đám người Thác Mặt Ngọc còn chạy theo như vịt, chỉ ước đón nàng ta về làm phi tử. Mà Tưởng Nguyệt Lan nàng, tuy mẹ đẻ mất sớm, dù sao cũng là trưởng nữ Tưởng gia, lại phải sống dè dặt cẩn trọng, ngay cả kết hôn cũng bị người ta quản chế. Nàng không muốn ghen tị Lý Vị Ương, nhưng không thể khống chế được bản thân mình. Từ lúc bước vào cửa, từng bước một xem Lý Vị Ương làm việc, từng bước một xem nàng ta ngang ngạnh, trong mắt Tưởng Nguyệt Lan gần như phun ra nọc độc. Nhưng nàng biết mình phải khống chế bản thân, chờ đến thời cơ thích hợp. Cho nên lúc Lý Trường Nhạc đến nịnh nọt, nàng tiếp nhận. Khi Lý Trường Nhạc yêu cầu nàng phối hợp hạ độc, nàng cũng đáp ứng, mà làm bộ như không tình nguyện. Thậm chí Tưởng gia bảo nàng cố ý bỏ lại Lý Vị Ương để thích khách đến tàn sát, nàng cũng đáp ứng. Khi đó nàng chỉ cho rằng mình ghen tị Lý Vị Ương cái gì cũng có. Hiện tại nhìn thấy Lý Mẫn Đức, đột nhiên phát hiện con rắn độc trong lòng nói cho nàng biết, thứ nàng ghen tị với Lý Vị Ương nhất không phải địa vị hay sự tôn vinh, lại càng không phải phong cách không ai kiêng nể, mà chuyện nàng ghen tị là mặc kệ Lý Vị Ương làm gì nói gì, càng không quản nàng ta độc ác cỡ nào, bên cạnh luôn có một người bảo vệ nàng ta. Người này chính là Tam Thiếu Gia Tuấn Mỹ, Lý Mẫn Đức. Vì sao? Cho dù là tên độc của thích khách, chàng cũng muốn chắn cho nàng ta. Đáng giá sao? Tưởng Nguyệt Lan nhẹ giọng nói. Lý Vị Ương là kẻ không có trái tim, chàng nhìn nàng ta tươi cười như hoa, lại không nhìn thấy nàng ta căn bản không có nhân tính. Nàng biết rõ kết cục của Tưởng Hải, lại càng biết hiện giờ Tưởng Hoa đau ốm không dậy nổi.
triều đình biến hóa bất ngờ, ngũ hoàng tử bị cha ra mưu nghịch tạo phản, mưu sát thái tử, lại liên lụy vô số người. Trong thời gian ngắn, ai ai ở kinh đô cũng cảm thấy bất an. Thác Bạt Ngọc vốn cũng bị liên lụy, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, lúc thái tử có ý đồ tố cáo hắn cấu kết với ngũ hoàng tử, thì phát hiện tấu sớ cáo trạng Thác Bạt Duệ của Thác Bạt Ngọc đã sớm nằm trên bàn của hoàng đế, còn đi trước hắn một bước. Mà từ lúc gặp chuyện không may mới chỉ qua 5 canh giờ, thái tử vận hết sức chờ thời cơ có lợi. Đáng tiếc thời cơ có lợi đã bị Thác Bạt Chân cướp đi mất rồi. Thái tử không còn cách nào khác, đành nhìn chằm chằm ngũ hoàng tử, ý đồ đẩy hắn vào chỗ chết. Cuối cùng với cánh của ngũ hoàng tử đều bị phán tử hình, thậm chí Vĩnh Ninh Hầu vừa mới được làm nhạc phụ ngũ hoàng tử cũng không may mắn thoát khỏi, phán lưu đày 3.000 dặm. Nhưng mà người thái tử muốn trừ khử nhất, người cần phải trừ khử nhất lại không làm gì được. Không thể không nói, lần ám sát này quy mô khổng lồ, hao hết tâm tư, cuối cùng hiệu quả lại làm cho người ta quá mức thất vọng, quả thật là thất bại thảm hại. Ngoại trừ được ngũ hoàng tử căn bản không ảnh hưởng gì đến đại cục, lại còn lãng phí nhiều tử sĩ như vậy. Thác Bạt Ngọc không ở kinh đô, lại rõ mọi chuyện như lòng bàn tay, phát sinh ám sát không lâu đã lập tức bình tĩnh lại, bắt được hướng gió. Danh tác như vậy ngoại trừ Lý Vị Ương thì còn có thể là ai? Tưởng Nguyễn Lan thở dài, một nữ tử chơi trò chơi chính trị, cho dù thanh tú động lòng người thì dịu dàng được bao nhiêu với nam tử, đã không dịu dàng thì tính là nữ nhân hay sao? Lý Mẫn Đức nhất định không biết điểm này, mới khăng khăng một mực với Lý Vị Ương như vậy. Tuy không biết hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng theo trực giác, Tưởng Nguyệt Lan cảm thấy tình cảm Lý Mẫn Đức với An Bình huyện chủ có chỗ bất thường. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hai mắt nàng cứ bất giác quan tâm đến Lý Mẫn Đức, từ từ thật sự nhìn ra khác biệt. Có lẽ không phải nhìn ra, mà là cảm thấy trực giác của nữ nhân đôi khi thật đáng sợ. Lý Mẫn Đức mở mắt, hắn không biết mình đã mê man bao lâu, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng như bị thiêu cháy, miễn cưỡng chống người dậy định tìm nước uống. Người bên cạnh vội cầm lấy chén nước ấm qua, Lý Mẫn Đức uống hai ngụm, thấy đỡ hơn nhiều, cho rằng là Lý Vị Ương. Giọng nói mềm yếu, vết thương của ta rất đau. Giọng điệu mềm yếu hoàn toàn khác sự đạm mạc thường ngày, dáng vẻ như đang làm nũng. Lý Mẫn Đức nói một câu lại ho khan kịch liệt, người đó vội vàng nhận lấy ly trà, tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Vất vả lắm, Lý Mẫn Đức mới hừng ho khan, đột nhiên nhớ ra Lý Vị Ương đi Hà Hương viện, sao có thể trở về nhanh như vậy. Ngẩng đầu lên, hóa ra là Tưởng Nguyệt Lan, vẻ mặt dịu dàng, chán ghét dâng lên trong lòng, lập tức đẩy nàng ta ra, tức giận nói, người bên ngoài đâu rồi? Chỉ có điều hắn bị thương nặng, giọng nói khàn đặc, người bên ngoài không nghe thấy. Tưởng Nguyệt Lan vội vàng nói, làm sao thế, trà của ta uống không nổi ư? Giọng nói dịu dàng vô cùng, quả thật như sắp chảy ra nước. Tưởng Nguyệt Lan đặt ly trà sang bên cạnh, mềm giọng, Vị Ương đi đến chỗ lão phu nhân, tam thiếu gia lại tha thiết trông mong làm gì, ta không thể chăm sóc hay sao? Nàng trước nay luôn tự phụ, không hề đi nhầm một bước, nhưng trước khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi như vậy, không nhịn được đỏ mặt, tim đập nhanh, gần như không khống chế được thốt ra. Lý Mẫn Đức lại tránh như tránh rắn rết, vừa liên tục xoa tay bảo nàng ta ra ngoài, vừa ho khan không ngừng. Sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan trắng bệch, cố gắng tự kiềm chế. Tam thiếu gia, tuy ta vào nhà không lâu, lại nhìn ra rất nhiều chuyện. Hôm nay ta không đề phòng nói lời chân thành với tam thiếu gia. Lý Vị Ương là đường tỷ của thiếu gia, dù thế nào thì hai người cũng không có khả năng, không bằng chết tâm đi, đừng uổng phí tâm cơ. Thiếu gia ngẫm lại xem, nếu chuyện này bị người ngoài biết được, cả hai sẽ thân bại danh liệt. Nàng nói rõ ràng từng chữ một, cẩn thận quan sát biến hóa trên mặt Lý Mẫn Đức. Nàng muốn tấn công hắn, tại lúc hắn yếu ớt nhất. Nàng không tin Lý Mẫn Đức sẽ không rõ hậu quả. Nàng không tin Lý Mẫn Đức biết hậu quả là thân bại danh liệt mà còn quyết giữ ý mình. Hắn chỉ vì tuổi quá trẻ, quá thuần khiết mới bị yêu nữ Lý Vị Ương mê hoặc mà thôi. Nam nhân trên đời không phải đều thích nữ tử dịu dàng, biết chăm sóc hay sao? Nếu luận cầm kỳ thư họa, nữ hồng nhu tình, có điểm nào nàng kém hơn Lý Vị Ương? Đều là tình cảm không thể chạm vào, vì sao nàng lại không thể? Giọng nói của nàng càng lúc càng ấm áp. Ta biết tâm tư của chàng, chàng chỉ rất tịch mịch cô đơn, giống như ta. Nếu hắn có chút mềm lòng, nàng nhất định có thể đả động hắn. Lý Tiểu Nhiên là cái thá gì? Lý gia là cái thá gì? Chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tựa như nàng luôn đứng từ một nơi bí mật nhìn Lý Vị Ương và Tưởng gia đấu đến người chết ta sống, nàng nhất định sẽ thành công.
Đầu Lý Mận Đức càng lúc càng nóng, choáng váng dãy giụa muốn đứng lên lại không có sức lực, chỉ cảm thấy mùi hương trên người nữ tử kia càng lúc càng gần. Thời tiết giữa hè, hương nồng trộn lẫn với mùi mồ hôi bay vào mũi, càng tới gần hắn càng chán ghét, làm hắn gần như muốn nôn. Nàng ta là cái thá gì lại dám so sánh với vị ương? Không biết sức lực từ đâu, hắn đẩy mạnh cánh tay nàng ta đi, mạnh tay đến mức làm Tưởng Nguyệt Lan ngã lăn ra đất. Châm cài trên đầu bỗng chốc rối loạn, mềm mại đầy mặt biến thành phẫn nộ. Ngươi! Nàng vội vàng đứng lên, giơ tay gạt ly trà. Ly trà vỡ tan tạo ra âm thanh thanh thúy. Ngươi đừng tưởng rằng ta không làm gì được ngươi, ta còn rất nhiều biện pháp để ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Ồ, phải không? Từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói như gió thổi. Tưởng Nguyệt Lan sợ hãi kinh hoàng, quay đầu lại thấy Lý Vị Ương đứng sau mảnh lụa cách đó mấy bước, cười như có như không nhìn mình. Chương 129: Ghen tị thành cuồng. Mẫu thân thật là hứng chí. Lý Vị Ương tùy ý đi tới, trên mặt lộ ra tươi cười. Tưởng Nguyệt Lan giật mình mà nhanh chóng cười nói, đi cùng tứ muội muội con đến thăm Tam thiếu gia. Gần đây viện này từng đám người đến thăm, không có gì kỳ quái hay không đúng quy củ. Lý Vị Ương liếc nhìn Lý Mẫn Đức, thấy hắn thở hổn hển nặng nề, khẽ nhíu mày cất cao giọng, người bên ngoài đâu? Đám nha đầu lập tức tiến vào nơm nớp lo sợ hành lễ với Lý Vị Ương. Tam tiểu thư, mẫu thân không cẩn thận làm rơi ly trà, thu dọn cho cẩn thận, đừng để cắt vào tay. Lý Vị Ương thản nhiên nói, sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan càng trắng hơn. Nha đầu lập tức đi qua thu dọn mảnh vỡ. Tưởng Nguyệt Lan hơi khôi phục lại sự chấn định, cười nói, ta cũng nên đi rồi. Nói xong tiện lời, Tam thiếu gia, ngày khác sẽ đến thăm, rồi lập tức rời đi. Lý Vị Ương giọng điệu ấm áp, mẫu thân, để con đưa người ra. Lý Tưởng Tiếu bên ngoài vừa mới tiến vào đã thấy Tưởng Nguyệt Lan cùng Lý Vị Ương một trước một sau đi ra, trên mặt thêm vài phần kinh ngạc. Tưởng Nguyệt Lan dịu dàng nói, tam đệ con thân thể không khỏe, đã ngủ tiếp rồi, ngày khác chúng ta lại tới. Nghi hoặc của Lý Tưởng Tiếu đã được giải thích, mờ mịt đi theo hai người. Thấy Tưởng Nguyệt Lan đi về phía hoa viên, đoán chừng bọn họ có chuyện muốn nói. Con đi ra ngoài đã lâu, giờ nên về, tam tỷ tản bộ cùng mẫu thân đi vậy. Lý Vị Ương gật đầu nhìn Lý Thường Tiếu rời đi, quay đầu nói với Tưởng Nguyệt Lan, mẫu thân có chuyện gì muốn nói với con? Tưởng Nguyệt Lan thở dài, nha đầu bên cạnh chuyển ghế tựa tới. Tưởng Nguyệt Lan vuốt tay vịn ghế dựa, lộ ra vẻ mặt như đăm chiêu. Ta vào cửa lâu như vậy, hình như chưa từng tâm sự với con. Lý Vị Ương mỉm cười, Tưởng Nguyệt Lan chung quy cũng là người của Tưởng gia, sự háo thắng trong người chưa từng mất đi. Đến Lý gia 2 năm, không ít chuyện đứng phía sau giúp một tay, nhưng chưa từng chính diện đối địch với mình, luôn tránh sau lưng Lý trưởng nhạc, hiện tại rốt cuộc là muốn ra tay sao? Mà nàng ta không ngẫm lại, cho dù có thân phận mẹ kế thì sao? Ở Lý gia vĩnh viễn nói chuyện bằng thực lực, nàng ta có bản thân cao quý cỡ nào chứ? Không biết mẫu thân có gì chỉ giáo? Nghe con nói kìa, lấy thân phận của vị ương hiện giờ, mẹ cả như ta còn phải nhường 3 phần. Ta chỉ cảm thấy rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, tìm con tán gẫu thôi. Làm gì khí thế bức người, đẩy người khác ra xa ngàn dặm như vậy. Tưởng Nguyệt Lan dáng vẻ khổ sở. Vị ương đương nhiên không có ý này, chỉ có điều tổ mẫu giao cho con không ít việc, thật sự cũng không dám trì hoãn. Lý Vị Ương sắc mặt bình tĩnh, không có ý định tâm tình với Tưởng Nguyệt Lan. Tưởng Nguyệt Lan đột nhiên nở nụ cười, cẩn thận đánh giá Lý Vị Ương. Chuyện khác ư? Chăm sóc tam thiếu gia? Tưởng Nguyệt Lan chỉ là thuận miệng hỏi, mà Lý Vị Ương lại nghe ra có ý tứ khác. Nàng mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhìn đối phương. Tam phu nhân trước khi mất đã phó thác mật đức cho con, huống chi lần này hắn bị thương một nửa là vì con. Về tình về lý, con chăm sóc mật đức không có gì là không ổn. Sao vậy? Mẫu thân có ý kiến sao? Tưởng Nguyệt Lan nghe xong câu này không ngờ im lặng lại, trong lòng dâng lên sự ghen tị. Vì sao? Vì sao thứ tốt nhất vĩnh viễn luôn thuộc về Lý Vị Ương? Có điểm nào mình kém hơn nàng ta? Vì sao trẻ tuổi lại phải gả cho một nam nhân bằng tuổi phụ thân mình, còn phải dè dặt cẩn trọng lấy lòng mọi người? Vì sao nàng không thể làm theo trái tim, tới gần nam tử mình yêu thích, ngược lại lại bị người khác quản chế? Lý Vị Ương cũng đang nhìn Tưởng Nguyệt Lan. Lúc này ánh mặt trời thản nhiên chiếu lên người nàng ta, hoa y cẩm phục, uyển chuyển điệu đà như trước, giơ tay nhấc chân luôn tản ra vẻ cao quý, dường như bất luận lúc nào nàng ta cũng đều mang dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng này. Đột nhiên nhớ tới câu nói vừa rồi của Tưởng Nguyệt Lan, trong mắt lướt qua một tia cười lạnh. Tưởng Nguyệt Lan rất khéo đưa đẩy và lão luyện, trong lòng khó chịu mà không thể hiện gì ra mặt. Vị ương,
Con đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác, chỉ có điều ta là mẫu thân con, sợ con đi nhầm đường định nhắc nhở. Mấy ngày này ta cũng dần nhìn ra, tình cảm tỷ đệ con trước đây rất thân, tới nay lại càng thân hơn. Đây là chuyện thực trước mắt. Tưởng Nguyệt Lan bỗng dưng chuyển lời, thản nhiên nói. Nhưng mà con sắp đến tuổi xuất giá, cứ bên cạnh Tam thiếu gia nhiều có chỗ bất tiện. Người khác ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng sẽ nghi ngờ. Nếu tương lai có tin đồn thất thiệt thì không ổn cho lắm. Nàng ta luôn miệng nói suy nghĩ cho Lý Vị Ương, nếu không có cảnh diễn vừa rồi, có lẽ Lý Vị Ương sẽ cảm thấy nàng ta đang đốt bụng nhắc nhở. Thế nhưng hiện tại sao? Lời nói của nữ tử trong đầu mang ý xấu, nàng căn bản không thèm để trong lòng. Cho dù không ổn thì thế nào? Ai dám chạy đến trước mặt Lý Vị Ương nói gì? Hào môn đại tộc nhà ai chẳng có chuyện không được nói ra. Nếu có người muốn tự rước lấy nhục thì Lý Vị Ương không để ý tặng cho họ hai cái bạt tai. Nàng và Mận Đức quang minh chính đại, thanh bạch thuần khiết, chưa có chuyện gì cẩu thả, sợ gì người ta nói. Lý Vị Ương nghĩ tới đây chỉ lạnh lùng cười. Mẫu thân nghĩ nhiều rồi, trong nhà này chỉ sợ ngoại trừ mẫu thân thì không ai nghĩ như vậy đâu. Lời này là thật, lão phu nhân hay Lý Tiêu Nhiên đều cảm thấy tam phu nhân Lý Vị Ương mới thân cận, quan tâm Lý Mẫn Đức. Hơn nữa, bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm tất nhiên là tốt hơn người khác, không dễ gì xen vào. Nhưng trong mắt Tưởng Nguyệt Lan, đại khái vì trong lòng nàng ta có quỷ cho nên thấy cực kỳ chói mắt. Ta biết những lời này con không nghe vào tai, nhưng là một cô nương phải chú trọng hành vi cho thỏa đáng. Lúc trước ta nghe nói tiểu thư thừa gia ngự sử thân cận với biểu huynh, bị người ta thêm mắm dặm muối, bất đắc dĩ phải xuất gia làm ni cô. Vị Ương, con vinh hạnh được làm huyện chủ, tương lai có tiền đồ cực tốt, hà cớ gì phải như thế? Dáng vẻ Tưởng Nguyệt Lan như đang thổn thức. Lý Vị Ương nhìn Tưởng Nguyệt Lan, chiếu theo tư liệu điều tra của nàng, Tưởng Nguyệt Lan không phải người tàn nhẫn từ nhỏ, mà ngược lại, nàng ta vốn là cô nương khuê các bình thường. Tuy hoàn cảnh gia đình phức tạp rèn luyện ra bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, nhưng bản chất khác hẳn đám người đại phu nhân, ít nhất tay nàng ta không dính máu, cho nên cho dù nàng ta luôn ngầm truyền tin tức cho Tưởng gia, Lý Vị Ương lại chỉ cảm thấy nàng ta là đang tự bảo vệ mình cũng không tính là gì. Thế nhưng hiện giờ xem ra, mình hơi nhân từ rồi, đối phương thấy một lần hai lần giúp Tưởng gia làm việc không bị truy cứu, cho nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Mẫu thân nếu rảnh rỗi quan tâm đến con, không bằng cẩn thận tìm đại phu khám mới phải. Lý Vị Ương mỉm cười. Tưởng Nguyệt Lan sửng sốt, nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm. Mẫu thân gả vào nhà lâu như vậy, còn chưa sinh hạ con cái cho phụ thân, tổ mẫu rất mất hứng đó. Hôm nay vừa nói với con nên nạp nhiều thiếp hơn cho phụ thân, tránh cho con nối dòng quá ít. Quy củ triều đại lịch, địa vị chính thê không thể dao động, nhưng nạp thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hôm qua Lý lão phu nhân vừa mới đến làm khách phủ Đồng Dương Hầu, nhìn thấy Đồng gia nhiều thiếp thất, tướng mạo xuất chúng, người nào cũng là mỹ nhân hiếm có. Rất xứng với câu nói, lấy vợ lấy hiền đức, nạp thiếp nạp sắc đẹp, toàn bộ Đồng Dương Hầu thê thiếp thành đàn. Cành nhiều lá dày, trẻ con từng đám chạy tới chạy lui, quay về nhà. Các cháu gái trưởng thành hết cả, chỉ còn lại cháu trai còn nhỏ cả ngày cười tủm tỉm, mà một người bạn để chơi cùng cũng không có. Thật vô cùng đáng thương. Lão phu nhân thở ngắn than dài, thương lượng với Lý Vị Ương có nên nạp thêm thiếp hay không. Lời này vốn là không nên nói với tam tiểu thư Lý gia, nhưng hiện giờ ngoại trừ nàng, lão phu nhân cũng không tin bất cứ ai. Lý Vị Ương cũng đồng ý với suy nghĩ của lão phu nhân, cho nên đã sớm quyết định tìm cho Lý Tiêu Nhiên vài tiểu thiếp xuất thân trong sạch. Nhưng đối với Tưởng Nguyệt Lan thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Nàng đột nhiên hiểu ra, tất cả những gì mình làm đối phương đều biết rõ, hiện giờ chính là đang trả thù, hơn nữa còn là trả thù quang minh chính đại, giết người không thấy máu. Lý Vị Ương biết điều gì mới là nhược điểm của một người. Tưởng Nguyệt Lan vốn định thông qua lời nhắc nhở, nhắn với đối phương, ta đã nắm được nhược điểm của ngươi, ngươi tốt nhất biết thu mình bớt phóng túng đi. Thế nhưng mà, Lý Vị Ương trong lúc không để ý đã cho nàng một bạt tai, cảnh cáo nàng chú ý nhìn đường, cẩn thận cạm bẫy. Có lẽ nói chuyện lâu hơn. Hơn nữa, thời tiết oi bức, mặt Tưởng Nguyệt Lan hơi đỏ lên. Nàng ta tức giận nói, Lý Vị Ương, ngươi đừng có quá phận. Lý Vị Ương lại lầm bầm. Viên ngoại lang trong nhà có một vị tiểu thư, mẫu thân chắc chưa từng gặp qua, tên là Chu Ngọc, dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người. Đàn tì bà xuất thần nhập hóa, đáng tiếc 2 năm trước bị bệnh nặng, nhà hôn phu từ hôn, vì vậy mà hôn sự nàng ấy bị trì hoãn.
Lão phu nhân từng có duyên nói chuyện với Chu phu nhân vài lần. Gần đây Chu phu nhân nương chuyện ấy muốn đến cửa bái phỏng. Thứ nhất, Chu tiểu thư đã qua tuổi nghị thân, Chu phu nhân có tâm, mẫu thân đừng để ý. Phụ thân là quan to nhất phẩm, rất nhiều người muốn leo lên ấy mà. Sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan từ đỏ chuyển sang trắng, gần như không duy trì được vẻ trấn định bên ngoài. Lấy thiếp thì lấy thiếp, viên ngoại lang là quan viên lục phẩm, xuất thân tiểu thư nhà bọn họ không thấp hơn mình bao nhiêu, lại nguyện ý làm thiếp. Tương lai nếu sinh ra con trai trước mình một bước, quý thiếp như vậy quả thật là ác mộng của mỗi vị phu nhân đương gia. Lý Vị Ương thật sự quá độc ác. Vị Ương không nhìn vẻ mặt của nàng ta, chỉ cười nói, tổ mẫu đã hỏi ý tứ con. Con cảm thấy không bằng gặp rồi suy tính, nếu là tiểu thư khuê các không ngại đáp ứng, nhưng nếu tầm thường thì tìm nhà môn đăng hộ đối khác vậy. Nhà chúng ta không phải loại người nào muốn vào cũng vào được. Lý Vị Ương nói xong, cuối cùng thân thiết hỏi, nhưng tổ mẫu kiên trì muốn để Chu tiểu thư đến bái phỏng, không biết ý mẫu thân thế nào? Đến cửa bái phỏng không phải là không thể, có điều ngoại tổ mẫu con vừa mới qua đời, kinh đô đang trong lúc rối loạn, nhiều chuyện vụn vặt, nhà chúng ta muốn chiêu đãi khách sợ là quá bận rộn, để về sau hãy nói tiếp đi. Miệng Tưởng Nguyệt Lan hơi cứng nhắc, có chút lo lắng, nói xong lại bổ sung thêm một câu, chỗ lão phu nhân ta sẽ thưa lại, rồi bước nhanh rời đi, đúng là hướng về Hà Hương viện. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng của nàng ta, cười lạnh một tiếng, bởi vì sinh tồn chuyện gì cũng có thể làm, Tưởng Nguyệt Lan quá rõ, hiện giờ nàng ta đang trong thời kỳ đứng vững gót chân, tuyệt đối sẽ không để nữ tử thân phận cao quý vào cửa. Trong phòng, Lý Mẫn Đức muốn ngồi dậy mà đau đớn trước ngực làm hắn khó chịu, ho khổ khụ tê tâm liệt phế, ngay cả khóe miệng cũng tràn ra tơ máu. Đệ làm gì thế? Lý Vị Ương vừa mới bước vào đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan, vội nhanh chân hơn đỡ lấy hắn. Có chuyện gì thì phân phó nhà đầu đi làm là được. Không sao. Lý Mẫn Đức áp chế sự khó chịu dâng lên từ bụng, cười với Lý Vị Ương. Ta chỉ bị thương nhẹ thôi, cũng không có việc gì. Lý Vị Ương vẫn thấy lo lắng, còn nói không có việc gì, đệ không biết hôm đó đáng sợ thế nào. Nàng nói một nửa rồi không nói tiếp nữa, chỉ nhíu mày, mũi tên này của Tưởng Hoa, sớm hay muộn sẽ trả lại cho hắn. Lý Mẫn Đức mê man vài ngày, lúc này đặc biệt quan tâm đến kết quả vụ yến hội. Rốt cuộc tưởng ra bắt được nhược điểm gì của ngũ hoàng tử mà làm cho hắn phải vội vàng gây chuyện như vậy. Lý Vị Ương đỡ Mẫn Đức nằm xuống, ngồi bên giường nhẹ nhàng giải thích. Chuyện Thác Bạt Duệ từng chủ trì sửa chữa kênh mương, đệ còn nhớ không? Lý Mẫn Đức nhíu mày nhẹ giọng nói. Kênh Hoa Nam. Đúng vậy, Thác Bạt Duệ sửa kênh Hoa Nam, trong vòng 3 năm thống lĩnh hơn 1 vạn dân phu, chi phối hàng vạn lượng, hắn động tay động chân trong đó không ít. Không chỉ báo cáo sai hao tổn, bớt xén nguyên vật liệu, thậm chí còn giết chết 6 quan viên lúc trước có ý đồ cáo trạng hắn. Thế nhưng đây không phải là điểm chí mạng, mà quan trọng là kho binh khí của hắn ở Hạc Thành bị bại lộ. Để ngẫm xem, một hoàng tử dám tư tàng binh khí, tụ tập nhân thủ, không phải mưu đồ tạo phản thì là gì? Sau khi biết được việc này thì Tưởng gia rất vui vẻ, lập tức phái người đến Hạc Thành. Đáng tiếc người của Thác Bạt Duệ ra tay trước, phá hủy kho binh khí, hơn nữa thủ tiêu chứng cứ, chuyện này không thể lôi ra được. Nhưng Tưởng Hoa lại nghĩ ra một ý, hắn sai người tung tin, nói nhân chứng luyện kho binh khí có một người sống sót, hiện đang trốn trong phủ thái tử, bọn họ còn viết tố giác Thác Bạt Duệ, cố tình sai người bí mật báo tin. Quả nhiên Thác Bạt Duệ tin là thật, quyết định ra tay trước chiếm lợi thế, dốc toàn bộ lực lượng, phá hết ám vệ bố trí nhiều năm đến ám sát thái tử, định cược một ván cuối cùng. Đúng là ngu không ai bằng. Lý Mẫn Đức khẽ ho khan, chậm rãi nói. Lý Vị Ương thở dài. Chưa hết, hắn còn gửi thư cho Thác Bạt Ngọc, mời Thác Bạt Ngọc hỗ trợ mình nội ứng ngoại hợp. Nếu là quốc công xuất binh tương trợ thì tương lai giành được ngôi vị hoàng đế, quốc thổ chia đôi mỗi người một nửa, cùng nhau trị vì. Xem ra, mưu sĩ trong phủ hắn nhất định đã bị mua chuộc rồi. Lý Mẫn Đức nói ngay vào điểm quan trọng nhất. Lý Vị Ương cười, liên tiếp đối chất với Tưởng Hoa. Nàng tung ra vô số tin tức, lúc giả lúc thật, đủ để Tưởng Hoa đau đầu phân tích, mà nàng cũng vậy, có được rất nhiều tin nửa giả nửa thật. Nhiều ngày nay, nàng suy đêm suy nghĩ. Từ 17 vấn đề đối phương cho, nàng bắt đầu kéo tơ bóc vỏ, trở lại tình cảnh phát sinh lúc ấy. Tuy ngũ hoàng tử vội vàng phát động, nhưng may mà nhà mẹ đẻ Mai Quý Phi, dễ sâu cành rậm, nhiều người giỏi, định ra kế hoạch bức cung không tính ngu xuẩn. Ban đầu để Thác Bạt Duệ dẫn 10 mấy tử sĩ võ công cao cường, làm giả thánh chỉ nhập vào cấm quân.
Chờ thời cơ giết chết thống lĩnh, phó thống lĩnh, liên hợp với nội gián, cướp quyền chỉ huy 3 vạn cấm binh. Rồi ngũ hoàng tử tọa trấn ở đó. Sau khi đoạt quyền cấm quân, Nam Dương Hầu cùng 3 con trai tự mình chỉ huy, dẫn dắt nhân thủ bố trí nhiều năm ở Kinh Đô, công kích cổng Chiêu Dương. Cùng lúc đó tiến hành trận ám sát ở phủ thái tử, tru sát thái tử và Thác Bạt Chân, triệt để quét sạch đối thủ. Nếu 3 bước này tiến hành thuận lợi, ngũ hoàng tử lợi dụng danh nghĩa trừ tặc thanh quân, dẫn quân đột nhập nội thành, hội họp với thần vệ của Sử Quang, con rể Nam Dương Hầu, và 1/3 cấm quân, tiêu diệt thế lực đối địch ngoài cung, phòng ngừa đối thủ đánh từ bên ngoài vào. Ngũ hoàng tử tiến vào trong cung, lấy đầu thái tử bức hoàng đế nhường ngôi, cho tất cả thành thế. Rồi thì cho dù thất hoàng tử không chịu tương trợ, ngũ hoàng tử cũng có thánh chỉ hoàng đế nhường ngôi trong tay, chính thức đăng cơ, có quyền lực điều động binh mã cả nước, cũng không cần e ngại bất cứ kẻ nào. Tưởng tượng đương nhiên luôn tốt đẹp, nhưng chân tướng phía sau thì quá tàn khốc. Ngũ hoàng tử biết rõ mình chuẩn bị không đầy đủ, nếu để hoàng đế tin lời thái tử, hắn tất nhiên chỉ còn con đường chết. Cho nên, hắn bất chấp, ra tay trước để giành lợi thế, lại không ngờ rằng đã trúng cạm bẫy của người khác. Trên tay thái tử vốn không có chứng cứ gì, hiện giờ lại thành chứng cứ vô cùng xác thực. Đầu tiên Thác Bạt Duệ chưa kịp ra tay đã bị thống lĩnh cấm vệ quân bắt được, thích khách trong phủ thái tử đều đã đền tội. Sau đó Nam Dương Hầu bị chém ngay trước trận, dùng 4 chữ để miêu tả thì chính là thất bại thảm hại. Vì lật đổ kẻ địch, thái tử tất nhiên tận hết sức lực. Chỉ mấy ngày hình bộ đã thu thập được rất nhiều chứng cớ. Thái giám bên người hoàng đế bị người khác phát hiện, tố cáo hắn võ nghệ cao cường, làm việc thần bí, thường thay ngũ hoàng tử làm những chuyện mờ ám. Trước khi sự việc xảy ra, hắn còn bí mật xuất cung gặp ngũ hoàng tử, hai người thương nghị nửa ngày trong mật thất, mưu đồ tại thời khắc mấu chốt giết chết hoàng đế, phòng ngừa hoàng đế không chịu nhường ngôi. Ngoài ra, khám xét thư phòng Thác Bạt Duệ tìm thấy thư mật, nội dung đều là bí mật tạo phản, khống chế cấm quân, liên lạc với thủ vệ cũ của Nam Dương Hầu như thế nào, khi nào thì xuống tay, từng bước một nói rất kỹ càng. Hoàng đế nổi giận, đương nhiên ra lệnh chém đầu ngũ hoàng tử và cả nhà Nam Dương Hầu, thậm chí Vĩnh Ninh Hầu không tham gia cũng bị phán lưu đày. Đương nhiên, vị ngũ hoàng tử phi kiêu ngạo ngang ngạnh vừa mới bước vào cửa được mấy tháng cũng bị chém đầu, trở thành trò cười cho toàn kinh đô. Người được hưởng nhiều lợi ích nhất, ngoại trừ thái tử còn có Tưởng gia. Lúc náo động, Tưởng Húc vừa hay đang nghị sự ở phủ Kinh Triệu, nghe nói ngũ hoàng tử tạo phản, lập tức triệu tập tất cả lực lượng vào cung cứu giá. Nếu không ngờ hắn, hoàng đế suýt nữa đã bị người của ngũ hoàng tử ám sát. Cứ như vậy, Tưởng gia biến thành công thần, hơn nữa còn là công thần tru diệt kẻ tạo phản. Nếu nói năng lực Tưởng Hoa, Lý Vị Ương thật sự bội phục, chiếm được sự tín nhiệm của hoàng đế một lần nữa, không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều, mà hắn đã làm được nhanh như vậy. Đương nhiên, cái chết của Tưởng Hải là bóng ma thật lớn bao phủ lên công huân vốn vang dội của Tưởng gia. Người Tưởng gia còn chưa kịp ăn mừng, đã rơi vào mây đen sương mù. Lý Mẫn Đức cười nhẹ, để ông ta làm anh hùng cứu giá, nỗ lực của chúng ta chẳng phải lãng phí rồi sao? Đúng vậy, nếu để Tưởng Húc được thánh đường sủng ái một lần nữa, truyền tăng sự Tưởng gia sẽ mất tác dụng. Lý Vị Ương cười nhìn hắn, ai nói bọn họ có thể đắc ý, ta đã cho truyền tin tức ra ngoài. Ồ, tin tức gì? Ánh mắt Lý Vị Ương sáng bức người, đồng thời trong đó như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Tin tức chính là, lúc đó bệ hạ đang ngồi trong cung, thái giám đột nhiên rút dao định đâm, vừa hay Tưởng tướng quân vào cung cứu hoàng đế. Lúc đó bệ hạ sợ tới mức tè ra quần, trốn dưới ghế run run. Nếu không nhờ Tưởng tướng quân công lao to lớn tiến cung cứu giá, hoàng đế đã sớm mất mạng. Hiện giờ tin tức này đã truyền khắp nơi từ Nam đến Bắc, để nói xem hoàng đế nghe xong sẽ cảm thấy thế nào. Lý Mẫn Đức sửng sốt, lập tức cười rộ, lại ho khan kịch liệt. Lý Vị Ương vội vàng vỗ lưng hắn. Không sao chứ, ai bảo đệ vui sướng khi người khác gặp họa, đáng đời. Lý Mẫn Đức ngừng cười, nhìn qua vẫn là công tử phóng khoáng trước khi lâm vào thế hỗn loạn này, đương nhiên phải xem nhẹ sắc mặt hắn đang tái nhợt dị thường. Lý Vị Ương nhìn hắn, đột nhiên hơi hiểu rốt cuộc vì sao Tưởng Nguyệt Lan lại như vậy. Sắc đẹp mà, mặc kệ nam hay nữ đều sẽ không kiềm chế được, huống chi một nụ cười mỉm của hắn đã có khả năng dao động tâm trí nữ nhân. Hơn nữa, không phải xuất phát từ dáng vẻ bên ngoài của hắn, mà là sức quyến rũ tỏa ra từ bên trong, làm người nhìn bất giác rơi vào trong nụ cười đó. Đại khái là loại ma lực này chỉ Lý Mẫn Đức mới có, ít nhất tới giờ, Lý Vị Ương chưa phát hiện tình huống như vậy ở bất cứ người nào.
Tưởng Nguyệt Lan luôn tuân thủ một nam nhân bằng tuổi phụ thân mình, không đến mức khuê phòng tịch mịch cô đơn. Những lúc không được như ý, đột nhiên xuất hiện trước mắt một thiếu niên tuấn mỹ làm thiên địa mất sắc. Hơn nữa, sức hấp dẫn của thiếu niên ấy không thể ngăn cản, thế thì rắc rối. Lý Mẫn Đức nhẹ giọng, đúng vậy. Lời đồn càng miêu tả bệ hạ nhát gan càng nói lên Tưởng Húc anh minh thần võ thế nào, truyền tới tai bệ hạ chắc chắn sẽ rất tức giận. Tự nhiên cảm thấy Tưởng Húc cứu bệ hạ là thật, nhưng nương chuyện này truyền bá công lao khắp nơi, ý đồ được thưởng thật nhiều. Lòng tham không đáy, Tưởng Húc chẳng những mất đi công lao, ngược lại còn phạm lỗi nặng. Lý Vị Ương cười nói, đúng là như thế. Chẳng những truyền bá còn phải soạn thành ca dao hát vang khắp nơi. Về phần làm thế nào đến tai hoàng đế thì nàng có rất nhiều biện pháp. Phải biết rằng loại chuyện đồn nhảm khắp nơi thường làm cho người khác sinh nghi nhất. Đặc biệt là bệnh đa nghi nặng của bệ hạ. Tưởng Húc xuất hiện tại lúc ông ta yếu ớt nhất, ban đầu có lẽ sẽ vô cùng tin tưởng. Nhưng chờ đến khi nghe lời đồn đãi bên ngoài, nghĩ đến tưởng ra ngược lại sẽ làm bệ hạ có cảm giác nhục nhã khi bị người khác nhìn thấy bí mật. Lý Vị Ương đúng là bắt lấy điểm này để ra tay, dễ dàng gạt bỏ công lao tưởng ra sớm tính kế xong xuôi. Đối với tưởng ra mà nói, chẳng khác nào là đả kích vĩ đại. Nếu tưởng hoa biết được, chỉ sợ lại nằm trên giường một tháng nữa. Lý Mẫn Đức lắc đầu. Không, vẫn phải cẩn thận, bọn họ sẽ không dừng tay dễ dàng. Đặc biệt là Thác Bạt Chân. Lý Vị Ương thấy trên mặt hắn khôi phục hồng hào, mà không phải đỏ bừng do bị sốt cao, đưa tay qua, sau đó mới phát hiện hắn chưa hết sốt, đệ còn đang phát sốt, suy nghĩ mấy chuyện linh tinh đó làm gì, mau nằm xuống. Nói xong, nàng phân phó nha đầu lấy chậu nước đến, tự mình cẩn thận lau mặt, cổ cùng lòng bàn tay hắn, cảm thấy mặt hắn nóng như lửa đốt, mà tay lại mát lạnh, trong lòng càng thêm lo lắng. Lý Mẫn Đức nằm xuống nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt trong suốt, cuối cùng mỉm cười. Có chuyện gì cứ nói với ta, đừng một mình gánh tất cả, nàng sẽ thấy mệt. Không biết vì sao, Lý Vị Ương nghe xong câu nói rất bình thường này, hai mắt bỗng chốc ườn ướt. Lúc đó, nàng chỉ thuận tay cứu hắn. Không, có lẽ còn vì ích lợi. Vài năm nay, bọn họ cùng nhau trải qua mấy lần sinh tử, hắn luôn ở bên cạnh nàng. Giờ khắc này, hắn bệnh tình trầm trọng, mà lúc nói chuyện với nàng, vẻ mặt vẫn ấm áp như thế. Một thiếu niên vốn cần nàng chăm sóc đã trở thành bến cảng ấm áp nơi nàng có thể thả lòng. Không, có lẽ hiện tại nàng được hắn chăm sóc bất cứ thời khắc nào. Duyên phận như vậy, ai có thể đoán trước. Hắn cầm lấy tay nàng nhẹ giọng, nàng ở lại đây, đừng đi. Giọng nói mềm mại như một đứa nhỏ. Lý Vị Ương trong lòng khẽ động. Không biết từ lúc nào, Lý Mẫn Đức bắt đầu trở nên mạnh mẽ, làm người khác sợ hãi. Đám nha đầu lúc trước bon chen xô đẩy vì dung mạo của hắn, mà khi thật sự ở cạnh lại không ai dám tới gần. Mỗi lần đến viện, hắn, mọi người đều nơm nớp lo sợ, tất cung tất kính. Điều này có phải nói rõ, trước mặt người ngoài Lý Mẫn Đức có dáng vẻ khác, như vậy là dáng vẻ gì đấy? Nàng rất tò mò, thật muốn biết, nhưng nàng còn biết một chuyện khác, Tưởng Nguyệt Lan thích để. Lý Mẫn Đức khẽ nhíu mày, hàng mày xinh đẹp như vậy nhíu lại mang theo vẻ hồn nhiên của trẻ con, lại là mềm mại biểu cảm trên mặt hắn. Nhưng ta chán ghét nàng ta. Cho nên ta đã uy hiếp nàng ta rồi. Nhưng ngay vừa rồi ta nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng ta, biểu cảm rất kỳ quái. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, phảng phất như đang nhớ lại. Đó là sợ hãi, không chỉ nàng ta, còn cả Thường Tiếu, thậm chí phụ thân. Tuy bọn họ không nói gì nhưng trên mặt rõ ràng viết chữ sợ hãi. Bọn họ như đang nói rằng, xem đi, đó là Lý Vị Ương, nàng ta là quái vật, làm người khác cam sợ. Tất cả những người đắc tội với nàng ta đều không có kết cục tốt, bởi vì nàng ta tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác. Vẻ mặt nàng dịu dàng, giọng nói lại mê man. Có phải ta rất đáng sợ không? Ta cảm thấy mình biến thành một người rất đáng sợ, quen tru giết kẻ phản bội, thiết hạ cạm bẫy hại người, quen không từ thủ đoạn. Cho dù là Thất Di Nương và Mẫn Chi, ta bảo vệ bọn họ nhưng cũng có thể lợi dụng. Hiện tại ngẫm lại, ta cảm thấy mình thật đáng sợ. Lý Vị Ương nhìn Lý Mẫn Đức đang mê man. Những lời hiện tại nàng nói không biết đến khi hắn tỉnh táo có còn nhớ được hay không. Ta cảm thấy mình thật đáng sợ. Sao ta lại biến thành như vậy? Lý Mẫn Đức không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Con người đen tuyền luôn mang theo sự ấm áp, cảm giác ấm áp đến thấu xương.
Lý Vị Ương không cần người khác an ủi, nàng cũng không thấy hối hận vì hành động của mình. Nàng chỉ không biết có phải mình cuối cùng đã biến thành một con quái vật giết người không chớp mắt hay không. Ta cảm thấy ta đang thay đổi từng chút một, sắp không hiểu cả bản thân mình, ta sẽ biến thành dạng gì nếu ta thay đổi. Mẫn Đức, có phải đệ cũng sợ ta không? Lý Mẫn Đức nhẹ giọng, kiên quyết ngắt lời nàng. Ta không sợ nàng. Lý Vị Ương ngẩn ngơ. Đệ không sợ? Mọi chuyện là bọn họ bức nàng, nói nàng độc ác, lại vừa nghĩ các loại biện pháp để hại nàng. Nếu nàng không đánh trả thì người chết chính là nàng. Dưới hoàn cảnh như vậy, thiếu nữ trốn khuê phòng không dành sự đời sẽ chết thật sự rất thê thảm. Không bị mưa gió ăn mòn, cũng không bị bên ngoài ô nhiễm thì có nghĩa một khi ô dù che chắn mưa gió mất đi, sẽ vĩnh viễn bị người khác ức hiếp. Hắn nói rõ ràng từng chữ. Lý Vị Ương ngẩn người không nói được gì. Vừa rồi nàng hỏi ta có sợ nàng hay không. Ta nói cho nàng biết, ta vĩnh viễn không sợ. Cho dù nàng có biến thành dáng vẻ thế nào, giết người, hại người, cho dù là yêu quái ăn thịt người thì ta vẫn không sợ nàng. Giọng điệu Lý Mẫn Đức lạnh như băng, lại cố chấp phảng phất như ngọn gió sắc bén, nghiêm túc làm người khác không thể nghi ngờ. Ta là người đã từng bước xuống địa ngục, cùng nàng đi một lần nữa thì có sao đâu, vì sao phải sợ? Lý Vị Ương nhìn hắn, bất giác nở nụ cười, tiếng cười thật thoải mái. Đúng vậy, vì sao ta mở mịt chuyện này nhỉ? Có lẽ lo lắng một ngày tất cả mọi người nhìn ta với ánh mắt như vậy thì đúng là người cô đơn thật rồi. Nhưng làm người cô đơn thì có sao? Nếu nhân tâm không thể cứu người, khoan dung không thể giúp người, thì lấy sát đấu sát, lấy chiến đấu chiến chưa hẳn đã không mở được đường máu. Lý Vị Ương trầm tư, cuối cùng hạ quyết tâm. Lý Mẫn Đức đã thức thật lâu, hiển nhiên rất mệt mỏi. Hắn nghiêng đầu nắm lên tay nàng, lẩm bẩm, lo nghĩ không đâu. Lý Vị Ương cười càng kỳ quái, nhưng Lý Mẫn Đức đã quá mệt mỏi rồi, cuối cùng ngủ say. Thân thể Lý Mẫn Đức bình phục rất chậm, vẫn đang chậm rãi khỏe lại. Kinh đô sau khi trải qua một loạt thanh trừ lộn xộn, mỗi người đều cảm thấy bất an, thì dần dần trở lại bình thường. Mà Lý Vị Ương vẫn nằm mơ, trong giấc mơ của nàng thường xuyên xuất hiện một gương mặt tươi cười của Lưu Tiểu Thư, nhìn qua có chút ngượng ngùng, tò mò, cuối cùng là cái chết đáng sợ, thật kỳ quái. Nàng không sợ gì hết mà lại mơ về một người không liên quan đến mình. Lưu Tiểu Thư không có quan hệ gì với nàng, thậm chí trước khi phát sinh chuyện này còn chưa từng nói chuyện câu nào. Nhưng mà nàng vẫn nhớ kỹ. Nàng nghĩ có lẽ cả đời khó quên tình cảnh lúc đó, bởi vì quá thảm. Một thiếu nữ như hoa như ngọc, nháy mắt đã biến thành thi thể. Người đứng phía sau thao túng tất cả, chẳng phải là Ngũ Hoàng Tử, mà là Tưởng Gia và Thác Bạt Chân. Cho nên bọn họ nhất định phải trả giá lớn. Thân thể Lý Mẫn Đức khỏe hơn một chút thì mạnh mẽ yêu cầu cho ra ngoài. Lý Vị Ương để Triệu Nam đỡ hắn, cố ý phủ thêm áo choàng thật dày, rồi mới bằng lòng để hắn ngồi trong hoa viên một lát. Sắp vào thu, thời tiết chuyển lạnh, nếu đệ thấy lạnh, chúng ta sẽ quay về sớm hơn. Lý Vị Ương dặn dò. Lý Mẫn Đức nghiêng đầu buồn bã, ta nằm trong phòng sắp mốc meo đến nơi rồi. Mốc meo còn hơn thương thế nặng thêm. Điểm này, Lý Vị Ương thật kiên quyết, hoàn toàn không có ý thương lượng. Ta hào hết tâm tư cứu đệ về, không phải để cho đệ đi tìm chết. Đột nhiên Lý Mẫn Đức lặng lặng nhìn nàng, đồng tử đen sâu, phảng phất như không có cảm xúc gì, lại như có quá nhiều cảm xúc nên không thể nhận ra. Lý Vị Ương bị hắn nhìn mà lòng giật thót, trên mặt cười nói, vì sao đệ nhìn ta như vậy? Lý Mẫn Đức lại trầm mặc, hàng mi thật dài rũ xuống, che khuất mắt hắn. Không có gì. Thiếu niên này nàng càng ngày càng không có cách nào hiểu suy nghĩ của hắn. Trong lòng Lý Vị Ương nghĩ thế. Gần đây triều đình dung chuyển, ta nghĩ rất nhanh Thác Bạt Chân sẽ có hành động mới. Tuy ta không biết là gì, nhưng ta biết hắn thích rối ren, phản loạn, đấu tranh, bởi vì có nghĩa là cơ hội đến. Nàng chậm rãi nói, ý định rời sự chú ý của Lý Mẫn Đích với mình. Nàng không thích cảm giác không thể nắm bắt. Cho nên, nhanh khỏe lại đi. Nàng đột nhiên đưa tay vỗ lên tay hắn. Ta thật cần đệ. Trong mắt Lý Mẫn Đức rõ ràng có chút giật mình. Lý Vị Ương nhẹ giọng, trước đây giữa chúng ta phát sinh chút tranh chấp, nhưng hiện tại đã qua rồi đúng không? Đệ sẽ luôn bên cạnh ta, ta cũng là người thân trung thành nhất của đệ, điều này sẽ không thay đổi có phải không? Lý Mẫn Đức quay mặt đi, khuôn mặt tuấn mỹ kia giấu dưới bóng râm, làm nàng không nhìn rõ vẻ mặt hắn. Hắn không nói gì, nhưng theo trực giác Lý Vị Ương cảm thấy hắn có chút tức giận. Nàng thấp giọng nói, ta không muốn mất đệ, cho nên đừng tức giận. Lúc này Lý Mẫn Đức mới quay lại nhìn nàng, biểu lộ tủi thân, hô hấp rõ ràng là nhanh hơn.
Ta không sợ chết, cũng không sợ giết người, mà ta sẽ cảm thấy cô đơn. Cảm thấy tất cả mọi người trên đời này đều sợ ta. Ta không muốn biến thành người như Thác Bạt Chân, cho nên đệ hãy ở lại bên cạnh ta, nhắc nhở ta rằng ta vẫn còn sống. Nói tới đây, Lý Vị Ương ngóng nhìn hắn, cho nên vĩnh viễn đừng giận ta. Lý Mẫn Đức nhìn nàng thật lâu, cuối cùng không có cách nào nói với nàng nửa chữ không, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lý Vị Ương nhìn hắn chằm chằm, bất giác nở nụ cười. Đệ xem, đệ lớn hơn ta nhưng đôi khi còn phải dỗ đệ, có phải giống tiểu hài tử hay không? Lý Mẫn Đức lập tức rút tay từ trong tay nàng, sau đó nhíu mày, trừng mắt với nàng. Lý Vị Ương ánh mắt lưu chuyển, vừa nói xong, không được tức giận. Lý Mẫn Đức giận, dáng vẻ nghiêm trang. Về sau, nàng phải nhớ kỹ những lời này, những lời nàng đã từng nói. Lý Vị Ương nhíu mày nhìn hắn, hắn lại nói rõ ràng từng chữ một. Là nàng nói, nàng cần ta, muốn ta luôn ở cạnh nàng, không phải ta yêu cầu nàng, là nàng tự mình đề xuất. Có chỗ khác nhau sao? Lý Vị Ương suy nghĩ, khó hiểu. Thấy nàng ngầm đồng ý, hắn nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền. Ánh mắt thâm sâu, cười rộ lên thành hình trăng non, đặc biệt ấm áp vô hại. Phảng phất trên hàng mi cũng nhiễm ý cười, giống như sự đồng ý của Lý Vị Ương là phần thưởng lớn nhất đối với hắn. Hai người bọn họ nói chuyện trong đình hóng mát, từ rất xa, rơi vào trong mắt một người, bất giác càng cảm thấy trống vắng. Phu nhân, bên ngoài gió lớn, vẫn nên trở về đi. Nha đầu nhìn thoáng qua phu nhân, nhỏ giọng nhắc nhở. Tưởng Nguyệt Lan chợt lấy lại tỉnh táo, mặt không biểu cảm mà tái nhợt, nhà đầu phát hoảng. Phu nhân, không sao, ta chỉ hơi đau đầu thôi. Tưởng Nguyệt Lan không nhìn cảnh tượng bên kia nữa, bước nhanh qua hành lang trở về viện của mình. Hai nha đầu theo sau liếc nhìn nhau, đành nhanh chân đuổi theo. Tưởng Nguyệt Lan về đến phòng, đột nhiên đi đến trước gương, hai mắt trừng lớn nhìn vào. À là liếc mắt với Vinh Mama, đều thấy kỳ quái. Không biết vì sao phu nhân luôn hòa ái hướng nội, gần đây hình như vô cùng sốt ruột, nôn nóng có chút thất thường. Tưởng Nguyệt Lan nhìn người trong gương, người này là nàng thật sao? Nữ nhân trong gương nhìn qua rất trẻ tuổi, chỉ đôi mươi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng nhìn kỹ, đôi mày khóe mắt đều lộ ra sự mỏi mệt, giả cỗi không nói nên lời. Không, đây rõ ràng không phải vẻ ngoài của nàng, đôi mắt xinh đẹp của nàng đâu, nụ cười dịu dàng đâu, sự tự tin mỹ mãn đâu rồi, đều đi đâu hết cả rồi. Tưởng Nguyệt Lan nhìn gương đồng, từ bên trái sang bên phải, từ đôi mắt đến cằm, bỗng dưng tức giận. À là, lấy son ra đây cho ta. À là nầm nấp lo sợ đi lấy son, dè dặt cẩn thận tô cho Tưởng Nguyệt Lan. Tưởng Nguyệt Lan tô son xong, hiển nhiên rất bất mãn với châm cài đầu kiểu dáng cổ xưa trên tóc. Ta già như vậy hả? Đổ châm cài hồng ngọc kia đi. À là phát hoảng, vội vàng lấy châm Tưởng Nguyệt Lan chỉ trong hộp trang điểm. Cây châm hồng ngọc này là một đóa mẫu đơn rất sống động. Dùng lá vàng đánh mỏng thành đóa hoa, nụ hoa khảm hồng ngọc, cài lên đầu quả nhiên đẹp đẽ lóa mắt, xinh đẹp hơn rất nhiều. Vinh Mama nhíu mày, thật ra phu nhân nhà mình tuổi còn trẻ, trên mặt không tìm dấu vết già đi, nhưng thường ngày đoan trang cao quý, luôn trang điểm thật trang trọng, trang sức đều chọn hình kiểu dáng kiểu cách này, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi? Bà lo âu nhìn Tường Nguyệt Lan đang ngồi trước bàn chỉ lo tô vẽ dung nhan, cho dù trang điểm xinh đẹp như thiên tiên thì để cho ai xem? Lão gia sao? Lão gia luôn thưởng thức xinh đẹp vừa phải, không thích phu nhân trang điểm quá xinh đẹp mà. À là, ta già rồi sao? Tưởng Nguyệt Lan tiếp tục nhìn chằm chằm bản thân trong gương, giọng điệu bình tĩnh hỏi, nhưng cẩn thận nghe thì sẽ phát hiện bên trong hàm chứa khí lạnh âm hàn. Phu nhân trẻ tuổi lại xinh đẹp, không liên quan gì đến già hết. À là nhanh chóng trả lời, thật không? Tưởng Nguyệt Lan nghe xong lại tiếp tục soi gương vẽ mày. Phu nhân làm sao vậy? Vinh Mama hỏi. Tưởng Nguyệt Lan cẩn thận nhìn khuôn mặt mình trong gương, phảng phất như muốn tìm ra nếp nhăn, đến khi phát hiện không tìm thấy gì cả, mới đột nhiên thở phào một hơi. Không, tuy mình trẻ tuổi mỹ mạo, nhưng từ lúc nàng gả cho Lý Tiêu Nhiên, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Thiếu niên tuấn mỹ trong giấc mộng, tình sâu như hồ điệp trong mơ ước, nùng tình mật ý trong tưởng tượng, tất cả đều kết thúc rồi. Nàng phải yêu chiều chăm sóc, làm nũng si mê một lão nam nhân bằng tuổi phụ thân mình, còn phải kiềm chế mong muốn của bản thân, hiền thục đoan trang y như phu nhân trung niên. Mà nàng rõ ràng không phải là nữ nhân trung niên, vì sao cứ phải trang điểm như người già, nói những lời không tương xứng với tuổi tác, làm những việc người già mới làm. Rõ ràng
Mấy nàng dâu gả cho nam tử trẻ tuổi đều xinh đẹp động lòng người, dịu dàng hồn nhiên. Vì sao trong mắt nàng lại chỉ có lõi đời và lạnh lùng? Dựa vào cái gì? Mình xinh đẹp như thế, đó là trời cao ban ân. Vì sao nàng không thể giống người đó, sống cuộc sống tùy ý tự tại? Trong gương mơ hồ xuất hiện dáng vẻ đôi nam nữ thanh niên dịu dàng nhìn nhau. Tưởng Nguyệt Lan hai tay nắm chặt lấy hộp son. Lý Vị Ương, Lý Mẫn Đức, ta sống khổ sở, vì sao các ngươi có thể vui sướng cười với nhau như vậy? Lý Tiêu Nhiên nhẹ chân đi tới, không nói lời nào, đứng sau lưng nhìn Tưởng Nguyệt Lan trong gương đồng. Vinh Mama định lên tiếng nhắc nhở thì Lý Tiêu Nhiên lại phất tay. Tưởng Nguyệt Lan đang nhìn gương cảm thán thì đột nhiên thấy trong gương xuất hiện một khuôn mặt nho nhã, hiển nhiên là nam nhân trung niên. Nàng giật mình, cố gắng nở nụ cười, lập tức đứng lên. Lão gia, sao ngài đến đây? Đôi cha con này sao toàn có thói quen đứng sau lưng dọa người thế? Lúc Tưởng Nguyệt Lan nói chuyện trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý tưởng lớn mật. Nếu không có Lý Vị Ương, nếu không có Lý Vị Ương, đúng vậy, nếu không có nàng ta thì mọi thứ sẽ khác đi. Trời vào thu dần lạnh hơn. Bạch Chỉ biết Lý Vị Ương trời sinh sợ lạnh, vội phân phó người đặt thêm lò sưởi trong phòng. Ban đêm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh, nhàn nhạt chiếu lên bình phong vẽ tranh sơn thủy. Lò sưởi cùng lư hương chạm rỗng tôn lẫn nhau, toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp cùng yên tĩnh hợp lòng người. Lý Vị Ương nằm trên gối mềm cẩm tú, híp mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, miệng chậm rãi nói: Thác Bạt Ngọc sắp trở về. Hiện tại nàng rất mong Thác Bạt Ngọc trở về, hy vọng Tưởng gia sẽ thích phần đại lễ nàng tặng. Thời gian gần đây, địa vị của Lý Tiêu Nhiên trong mắt hoàng đế càng ngày càng cao, các đại thần trong triều đều mẫn cảm khi bọn họ phát hiện Lý Tiêu Nhiên được sủng ái. Nhất là hoàng đế không hề phong thưởng cho Tưởng gia có công cứu giá, thậm chí còn trách cứ càng thêm khẳng định phán đoán này. Vì thế, rất nhiều người vụng trộm dựa dẫm vào ông, thực lực Lý Tiêu Nhiên càng tăng không ngừng. Vì thế, Lý Tiêu Nhiên mang ba phần cảm kích với Lý Vị Ương. Ông không ngờ nữ nhi ông cảm thấy toàn cắn loạn, không có kết cấu, lại làm hoàng đế xa cách với Tưởng gia. Ba ngày trước, Tưởng Lệ đã dâng sớ, cầu hồi kinh dự đại tang. Chưa đến một ngày, hoàng đế hạ chỉ chuẩn tấu, bởi vậy ít ngày nữa, Tưởng Lệ sẽ phải giao lại binh quyền để hồi kinh. Như vậy Tưởng gia chỉ còn Tưởng Quốc Công một mình chống đỡ đại cục. Bạch Chỉ thấy Lý Vị Ương hình như không ngủ được thì thấp giọng hỏi: Tiểu thư đang lo nghĩ sao? Trong đám nha đầu, Bạch Chỉ thông minh nhất, khả năng tiếp thu cũng mạnh nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là nha đầu, rất nhiều chuyện nàng không hiểu được. Lý Vị Ương cười lẩm bẩm: Ta không lo nghĩ, mà là chờ mong. Hiện giờ không chỉ chúng ta mà Tưởng Hoa đã bắt đầu hành động, hiện giờ sợ rằng Nam Cương bất ổn, nhưng càng như thế thì càng thú vị. Bạch Chỉ lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Lý Vị Ương thản nhiên nói: Hơn trăm năm qua, Nam Cương đại lịch luôn bị Hiên Viên thị ở Nghi Nam quấy nhiễu. Bọn họ ỷ vào người nhanh ngựa khỏe, cấu kết với một số phú thương thành thị, thường xông đến cướp bóc, mà lúc đại quân kéo đến thì bọn họ đã mất tăm mất tích, cho nên vấn đề này cho tới bây giờ vẫn chưa thể trừ tận gốc. 10 năm gần đây, Nghi Nam Quốc có người thống trị mới, bắt đầu bận rộn kiến thiết và phát triển thành thị, thế cục tương đối ổn định. Như thế Nam Cương tất nhiên không cần Tưởng Quốc Công. Vậy mà ngay lúc hoàng đế chuẩn bị đổi tướng quân thì Nam Cương bắt đầu bất ổn, không chỉ phá hoại cướp bóc mà còn đưa đại quân áp sát. Người nói xem là vì Nghi Nam Quốc cố tình gây sự hay là có duyên cớ khác? Bạch Chỉ lắp bắp kinh hãi. Ý của tiểu thư là? Lý Vị Ương chớp mắt nhẹ giọng. Ta không có ý gì hết. Ta chỉ cảm thấy hoàng đế phái Thác Bạt Ngọc đến đó chưa hẳn không dụng tâm thử Tưởng Quốc Công. Nhưng nếu Thác Bạt Ngọc xử trí không tốt, ngược lại sẽ bị vu cáo là mối họa dao động quân tâm. Ta tin Tưởng Hoa nhất định sớm chuẩn bị đầy đủ, thiết lập cạm bẫy chờ Thác Bạt Ngọc chui vào. Nhưng rốt cuộc ai rơi xuống bẫy thì chưa chắc. Giọng nói của nàng càng lúc càng nhẹ đi, cuối cùng hình như đã ngủ. Bạch Chỉ nhìn thoáng qua gương mặt trầm tĩnh khi ngủ của Lý Vị Ương, khẽ cười, đắp lại chăn cho tiểu thư rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Thác Bạt Ngọc quả thật về triều, hơn nữa vừa trở về đã lập tức tiến cung, dâng tấu buộc tội Tưởng Quốc Công, dự binh làm riêng, sợ chiến thả giặc. Thái tử chấn động, hắn vốn tưởng nhìn qua cả triều ngoại trừ Tưởng Quốc Công thì không tìm được tướng lĩnh thích hợp thống trị đại cục Nam Cương, bởi vậy hắn đưa ra kết luận, trước khi bình định chiến loạn Nam Cương, Tưởng Quốc Công sẽ an toàn. Mà hắn không ngờ, Thác Bạt Ngọc vừa trở về đã lập tức dâng tấu.
Nhưng người khiếp sợ nhất chính là Tưởng Hoa. Dựa theo sự bố trí của hắn, Thác Bạt Ngọc phải chết ở Nam Cương, mang tội danh mưu phản. Thác Bạt Ngọc chẳng những bình an trở về, còn thần thái sáng láng, hành động làm mọi người kinh ngạc. Thái tử vội vàng dẫn đám người Tưởng Húc, Tưởng Hoa tiến cung, định nói đỡ cho Tưởng Quốc Công. Nhưng bọn họ chưa kịp mở miệng, hoàng đế đã giận tím mặt. Nhìn cho kỹ mấy tấu chương này đi. Tưởng Húc ngẩng đầu lên, thấy bốn tiểu thái giám nâng dương gỗ màu đồng tiến vào, vừa hay dừng dưới chân Tưởng Húc, dầm một tiếng, làm người nghe bất giác phát run. Dương đẩy áp tấu chương, Tưởng Húc run run nhìn Tưởng Hoa. Đối phương lại khẽ lắc đầu với ông, ý bảo đừng kinh hoàng, trước chấn định rồi nghĩ. Hoàng đế tiện tay cầm một quyển tấu chương, ném về phía Tưởng Húc. Tấu chương cạch một tiếng vang dội, Tưởng Húc vội vàng quỳ rạp xuống. Hoàng đế lạnh lùng nói, khảo tướng Chu Vật Thiên tố cáo Tưởng Minh Viễn để lộ quân cơ. Không đợi Tưởng Húc biện giải, hoàng đế lại cầm một quyển lớn giọng, Bình Bộ Thị Lang Hoắc Hưng tố cáo Tưởng Minh Viễn giữ lại quân phí. Tưởng Húc lại kinh hãi, hoàng đế không cho hắn thời gian suy nghĩ, đọc 7-8 quyển liên tiếp, tất cả đều là tấu chương bạch tội Tưởng Minh Viễn. Mỗi quyển tấu chương cứng rắn đập lên người Tưởng ra đều đau đớn vô cùng. Tưởng Húc cả người phát run, còn Tưởng Hoa thì đang cố kìm nén phẫn hận. Hắn liều mạng cúi đầu khắc chế cơn giận trong lòng, không dám để hoàng đế nhận ra suy nghĩ của mình. Cho dù hoàng đế đọc nhiều như vậy mà tấu chương trong dương vẫn đầy ắp, có thể thấy biết bao nhiêu người dâng tấu buộc tội. Nhưng mà vì sao? Vì sao lại phát sinh ra chuyện như vậy? Những người này phần đông là bộ hạ cũ của Tưởng gia, vì sao bọn họ lại quay đầu cắm Tưởng gia? Làm sao có thể? Trên đời có chuyện kỳ quái như vậy sao? Thậm chí trước đó một tiếng động cũng không có. Hoàng đế gằn từng chữ, giữ binh làm riêng, lãng phí quân tư, ăn hối lộ trái luật, tránh địch sợ chiến, thiên hạ có thần tử như vậy sao? Nói đến đây, giọng nói của hoàng đế đã trở nên bén nhọn vô cùng. Chán Tưởng Hoa đổ mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc hiểu ra Thác Bạt Ngọc đã làm gì. Mật thám truyền tin tức là Thác Bạt Ngọc không đi thị sát, cả ngày chỉ du sơn ngoạn thủy, vui chơi thoải mái. Hóa ra mình bị biểu hiện giả tạo của Thác Bạt Ngọc lừa gạt, hắn căn bản đi thu mua nhân tâm. Lúc này, Tưởng Hoa tỉnh táo lại, Thác Bạt Ngọc sớm đã chia binh thành hai đường để xuất phát. Một bên hắn mang theo phần lớn người ngựa chậm rãi đi từ Kinh Đô, một bên lại mời Tiêu Cục áp giải trăm dương vàng bạc châu báu bí mật đến Nam Cương trước. Lý Vị Ương bảo Thác Bạt Ngọc an bày nhân thủ thu mua nhân tâm, phàm là người nguyện ý phản chiến thì cho bọn họ tài phú, khó có thể tưởng tượng. Không đồng ý hoặc giả vờ đồng ý đầu quân thì giết chết, chết đuối cũng được, ngã ngựa chết cũng được, chỉ cần không chịu dâng tấu sớ thì lặng lẽ trừ khử, vì sợ bọn họ để lộ tin tức. Đương nhiên, để phòng ngừa Tưởng gia biết, trước đó khi lựa chọn quan viên, Lý Vị Ương dựa vào trí nhớ kiếp trước cùng tin tức Thác Bạt Ngọc thu thập từ Nam Cương, phân biệt từng người cho Thác Bạt Ngọc, người nào thích tiền tài, ham hưởng thụ, người nào chết vẫn trung thành, không thể không trừ bỏ. Cho nên, người kiên quyết không chịu đầu hàng mà bị ám sát chỉ có một. Cũng vì thế mới không kinh động đến người Tưởng gia. Nhưng mà, thực ra Lý Vị Ương đã suy nghĩ nhiều rồi, Tưởng Hải chết đi, hành động cứu giá của Tưởng Húc lại bị thế nhân lên tiếng. Tưởng gia vô cùng gian nan, căn bản không thể chu toàn mọi mặt. Trên điểm này, Lý Vị Ương sẽ không nhân từ nương tay, nàng biết đây là cơ hội tốt nhất, bỏ qua sẽ khó kiếm lại, mà Thác Bạt Ngọc đã từng do dự, cuối cùng vẫn đồng ý. Vì dù hắn không động thủ, thì đến địa giới Nam Cương, người Tưởng gia cũng khó để cho hắn bình an trở về. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, hắn đã sớm chết nơi đó. Hiện tại đứng trên đại điện, giọng nói lạnh lùng. Tưởng tướng quân còn lời gì muốn nói? Tưởng Húc giận tím mặt, cho dù hắn tu dưỡng tốt, cũng không thể trơ mắt nhìn phụ thân mình bị hoàng đế nghi ngờ cùng chỉ trích. Hơn nữa là vu cáo, rõ ràng là đã sớm có âm mưu từ trước. Tưởng Hoa giữ chặt tay áo phụ thân, trong lòng thở dài một tiếng. Lý Vị Ương ơi Lý Vị Ương, ngươi thật là độc ác. Hắn nằm trên giường tròn 2 tháng mới dậy được, hiện tại rốt cuộc đã hiểu ra. Lúc đó vì sao Lý Vị Ương cố ý chọc giận hắn? Bởi vì hắn tâm cao khí ngạo, không chấp nhận được thất bại, dễ bị ngã xuống. Một khi hắn ngã xuống thì không dành bận tâm kế hoạch ở Nam Cương nữa. Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào một mình Tưởng Quốc Công, như vậy mới dễ dàng để Thác Bạt Ngọc lọt vào chỗ trống. Không ngờ, nàng ta đã chuẩn bị ngay từ lúc đó. Hắn thấp giọng nói, phụ thân, không thể tức giận. Cũng nhờ Tưởng Hoa đứng bên cạnh nhắc nhở, Tưởng Húc mới bừng tỉnh từ trong sương mù. Ông ngẩng đầu lên, nước mắt chảy ra, liều mạng cầu xin. Bệ hạ, thần
Tuyệt đối không làm việc này, tất cả là vu cáo. Vậy để hắn về kinh giải thích đi. Hoàng đế lạnh lùng thốt. Thái tử vừa nghe thì sắc mặt lập tức biến đổi. Phụ hoàng, người ngẫm lại xem, thế cục Nam Cương hiện tại vạn lần không thể thiếu Tưởng Quốc Công. Vạn nhất Nghi Nam Quốc có hành động, chẳng phải không ai có thể ngăn cản. Giọng nói hoàng đế vẫn lạnh băng như trước. Ý ngươi là không có Tưởng Minh Viễn thì giang sơn của trẫm sẽ đổ. Thái tử kinh hoàng. Phụ hoàng, nhi thần không có ý này, phụ hoàng minh giám. Nếu như hắn thật sự trung thành tận tâm, cớ gì Nghi Nam Quốc quấy nhiễu hai tháng nay vẫn án binh bất động, tùy ý để Nghi Nam đốt nhà cướp của mấy thành thị ở Nam Cương ta? Chậm muốn biết hắn làm cái gì ở đấy. Tưởng Húc lập tức nói, thần phụ đã sớm ăn bày, ít ngày nữa sẽ tiến hành một trận đại chiến với Nghi Nam. Kế hoạch ban đầu của Tưởng Hoa là như thế, phái người bí mật đạt được hiệp nghị với Nghi Quốc, dung túng bọn họ đốt nhà cướp của 3 tháng, sau đó Tưởng Quốc Công sẽ tiến hành một trận đại chiến dịch, Nghi Nam ra vẻ chạy tán loạn, để Hoàng đế cho rằng toàn bộ là công lao của Tưởng Quốc Công. Dù sao phải để Hoàng đế ý thức được hậu quả thảm thiết sau khi bị cướp bóc, nhìn thấy dân chúng chết vô số, thì người mới hiểu ra tầm quan trọng của Tưởng Quốc Công. Đến lúc đó nói, Tưởng Quốc Công cần thời gian để chuẩn bị chiến tranh thì sẽ không bị chỉ trích quá nhiều. Dung túng Nghi Nam giết hại dân chúng bình dân, hành động tàn nhẫn như vậy mà Tưởng Hoa cũng có thể làm ra. Hắn đã không phải là mưu thần tận trung vì nước, hiện tại hắn chỉ khẩn cấp muốn giành thắng lợi. Khi nào thì hắn hành động, vì sao không cho trẫm biết? Hoàng đế nổi giận, mỗi tháng hai lần dâng tấu sớ quân cơ, hắn đều nói mấy lời vô nghĩa, không có nửa chữ đề cập đến kế hoạch này. Tưởng Húc vội vàng dập đầu, vì thần có thể lấy tính mạng cả nhà đảm bảo, Tưởng gia tuyệt đối không hài lòng. Chỉ cần chờ Tưởng Quốc Công bình định chiến loạn, đến lúc đó hành tội tất nhiên không có tác dụng gì nữa. Thác Bạt Ngọc thản nhiên nói, Tưởng Quốc Công giữ binh làm của riêng, sớm là chuyện ai ai cũng đã biết. Thế cho nên, dân gian mới có câu, Bắc Hoàng đế, Nam Tưởng Công, thiên hạ này ông ta muốn chia đều với phụ hoàng sao? Câu nói này là Lý Vị Ương dặn dò hắn nói tại thời điểm mấu chốt. Quả nhiên hoàng đế giận tím mặt, soạn chỉ, lập tức chóc nã Tưởng Minh Viễn về kinh tra hỏi, khâm thử. Phụ hoàng, thái tử vội vàng quỳ rạp xuống tới gần hoàng đế. Phụ hoàng, cầu người cho Tưởng Quốc Công một cơ hội, đừng oan uổng trung lương. Hoàng đế âm trầm nghiêm mặt nói với thái tử, cơ hội, đã muốn chia đều thiên hạ với trẫm, trẫm còn cho hắn cơ hội gì? Tưởng Hoa vội vàng dập đầu, bệ hạ, xin cho vi thần nói đôi câu. Hắn chức quan thấp kém, nếu không nhờ thái tử đưa vào thì ngay cả gặp mặt vua cũng không có cơ hội, càng không có tư cách nói chuyện trước mặt hoàng đế. Nhưng lúc này phải bất chấp tất cả. Bệ hạ, Tưởng Quốc Công đương nhiên có thể về kinh giải thích, nhưng chuyện lần này chưa hẳn không phải là bẫy của Nghi Nam. Lâm trận đổi tướng là tối kỵ trong quân, cầu xin ngài cho Tưởng ra một cơ hội để tổ phụ của thần lập công chuộc tội. Thác Bạt Ngọc nhíu mày, hắn đang do dự. Những lời Lý Vị Ương bảo hắn nói, hắn đã nói hơn một nửa, còn một nửa hắn đang suy nghĩ có nên nói ra hay không. Lúc đó nàng bảo, đến lúc nguy cấp, chỉ cần nhắc nhở hoàng đế, Tưởng Minh Viễn năm đó là thầy giáo của Đồng Hinh Thái Tử. Đương nhiên, Đồng Hinh Thái Tử từng có 14 vị sư phó, không chỉ một mình Tưởng Minh Viễn. Nhưng đối với hoàng đế đang trong cơn thịnh nộ thì tuyệt đối là nhắc nhở người. Tưởng Minh Viễn sớm có lòng bất mãn chuyện người đoạt vị. Thế nhưng Thác Bạt Ngọc không đành lòng. Nếu hắn nhắc tới chuyện này, hoàng đế nhất định sẽ nổi giận, nhất định sẽ tiến hành tẩy trừ toàn triều, lôi ra tất cả những người từng trợ giúp Đồng Hinh Thái Tử. Đến lúc đó lại là một trận gió tanh mưa máu. Loại chuyện này đã phát sinh 4 lần từ lúc hoàng đế tại vị, mỗi lần đều giết mấy nghìn người, thế cục vô cùng tàn khốc dã man. Cho dù ban đầu Tưởng gia không trợ giúp Đồng Hinh Thái Tử, mà hoàng đế tuyệt đối không tin, ngược lại sẽ giận chó đánh mèo, thậm chí còn động sát tâm, bởi vì trong mắt người, Đồng Hinh Thái Tử chính là vậy ngược. Hết chương 129, hết tập 41. Tưởng ra vậy là lại một lần nữa vì lợi ích của gia tộc mà khiến cho sinh linh đổ thán. Xưa kia thì Tưởng Nam vì muốn có quân công mà giết hại toàn bộ Mộ Dung thị hơn 1.000 người. Ngày nay thì Tưởng Hoa vì để giành lại sự tín nhiệm của hoàng đế với Tưởng gia mà đã ngầm ký kết hiệp ước với ngoại tộc để giết hại con dân Đại Lịch. Nói chung là Tưởng gia thì không có tội ác nào mà không làm. Thác Bạt Ngọc lại bị Lý Vị Ương đánh giá là tâm tư mềm yếu khó thành đại sự. Vậy thì lần này
hắn có thể quyết tâm đưa ra chiêu bài thái phó của đồng minh thái tử để khiến Tưởng gia thân bại danh liệt. Hay là lại mềm lòng bỏ qua cơ hội tốt? Đáp án sẽ có trong tập 41. Mời cả nhà đón nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.